Chào mừng tất cả các anh chị đến với chủ đề tập hít thở để hỗ trợ phổi. Ai trong số tất cả các anh chị ở đây nghĩ rằng là mình đã thở đúng cách à? Chắc chắn trong số chúng ta ai cũng đang thở. Ở chủ đề hiểu về phổi, các anh chị biết vai trò của phổi là vận chuyển oxy vào nuôi cơ thể con người, hít oxy vào nơi cơ thể con người và vận chuyển khí carbonic thải ra ngoài để hỗ trợ cho cơ thể chúng ta. Vậy thì một người thở đúng cách là một người thở hít thở không khí vào sâu vào có một lượng nhiều và đồng thời đáy phổi sẽ được nở ra và sức khỏe của người đó sẽ rất tốt. Và khi cơ thể chúng ta phổi thở chưa đúng cách thì chúng ta thường hay nói chuyện bị đứt hơi, thường hay có dấu hiệu da xanh xao nhợt nhạt do chúng ta thiếu oxy nuôi làn da của chúng ta. Nên việc thở đúng cách rất quan trọng đối với cơ thể của một con người. Và làm sao để chúng ta biết được phổi chúng ta đã thở đúng cách hay chưa? Thì các anh chị cực kỳ đơn giản để chúng ta thử. Đó là khi các anh chị hít vào, bụng của chúng ta đã căng ra chưa? Thở ra, bụng hót vào, hít vào, bụng căng, thở ra. Bụng hót vào, hít vào, bụng căng, thở ra, bụng hót vào. Và một người khi nói chuyện được lớn tiếng là do họ dùng hơi ở trong bụng của họ. Trong khuôn khổ đây Toàn không thể nói lớn hơn để cho các anh chị nghe, nó ảnh hưởng đến tất cả các anh chị. Tuy nhiên, nếu nói chuyện bằng hơi ở bụng thì chúng ta sẽ hạn chế nhất có thể bị đau ở vùng họng của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta có thể nói liên tục trong nhiều giờ mà không ảnh hưởng đến họng của chúng ta. Vậy thì làm sao để có thể tập thở đúng cách? Thì Toàn sẽ lấy một cái ví dụ để giúp đỡ cho tất cả các anh chị. Các anh chị chuẩn bị giúp Toàn một cái ly nước, nước ít thôi. Sau đó một cái ống hút. Đây là một cái bài tập có thể các anh chị chơi với con của mình. Có thể hỗ trợ cho những người lớn tuổi để làm điều này. Thì khi các anh chị bắt đầu tập thì các anh chị hít vào thật sâu cho bụng nở ra. Sau đó các anh chị bắt đầu xì hơi ra. Đó được gọi là một lần. Sau đó các anh chị hít vào tiếp tục. Cho bụng bự lên. Và tiếp tục các anh chị thổi. Làm liên tục như vậy. Khoảng cỡ 5 lần mỗi ngày và mỗi sáng hoặc là buổi nào cũng được. Sáng là tốt nhất. Thì dần dần các anh chị chơi trò chơi này với con của chúng ta. Thì con của chúng ta phổi nó sẽ tốt hơn. Chính cá nhân mình phổi tốt hơn. Và một số anh chị là người lớn tuổi, già lớn tuổi. Thì việc bài tập này rất là có lợi. Và nếu chúng ta để ý niệm vào, đó là thổi ra tất cả những gì mà bệnh tật xui gũi và chúng ta tống khứ hết ra khỏi cơ thể chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta. Dĩ nhiên nước này thì các anh chị không nên uống. Tiếp theo đó là chúng ta có thể tập theo cái cách các anh chị hít thật sâu vào, hít thật sâu vào, cho bụng bự lên và theo giống như những ca sĩ tập hơi, đó là chúng ta sẽ tiến hành xì hơi ra. Thì xì tới khi nào xẹp bụng lại và tất cả những hơi trong cơ thể chúng ta kết thúc thì thôi. Và chúng ta làm như vậy mỗi ngày khoảng 5 lần. Đó là một lần.
đó là 2 lần. Và các anh chị làm liên tục khoảng cỡ 5 lần. Một thói quen hít thật sâu cho bụng nở ra và sau đó thở ra. Thì thói quen đó trong tương lai chúng ta có thể dùng hơi bụng trong quá trình nói chuyện. Thì từ từ sức khỏe chúng ta sẽ thay đổi. Và một lần hít thở thì người ta nói là gì? À, hít thở mà cạn có nghĩa là nằm ở ngực này. Còn hít thở sâu là xuống tới bụng và có thể hơi thở nó có thể nằm tới cái gót chân của chúng ta. À, tới ngón chân của chúng ta. Vậy thì khi chúng ta hít thở sâu thì nó sẽ mang lại giá trị lợi ích sức khỏe rất lớn. Còn một số anh chị muốn tập cái cách để cho chúng ta nín thở lâu hơn và khí chứa nhiều hơn, để cho đáy phổi càng ngày càng nở hơn, thì các anh chị có thể dùng một cái điện thoại hoặc là một cái đồng hồ tính giây. Các anh chị nhìn vào đồng hồ, sau đó các anh chị hít vào. Ví dụ như Toàn hít cho các anh chị nhìn thấy. Liên tục chúng ta hít vào, hít tới khi nào chúng ta hít không nổi nữa, sau đó các anh chị coi vào thời gian, thì các anh chị sẽ thấy nếu mà ở 30 giây thì các anh chị ngừng ở 30 giây, rồi chúng ta kết thúc. Và ngày hôm sau nỗ lực vào thời điểm đó, chúng ta hít vào khoảng 31 giây. Qua thời gian tăng trưởng, các anh chị có thể hít vào thôi là chúng ta đã hít liên tục được 2 phút. Thì qua thời gian đáy phổi sẽ nở ra và lúc thời điểm đó, lá phổi chúng ta ngày càng nở rộng. Và lượng chứa khí trong phổi tốt, thì khi đó chúng ta sẽ có một chất lượng sức khỏe khác. Theo thuật của nhân gian và theo nguyên lý của võ học, thì con người chúng ta điều khiển được khí thì sức mạnh rất tốt. Có nghĩa là khí trong cơ thể con người chúng ta càng chứa nhiều, thì sức khỏe chúng ta càng tốt. Có một số người có thể dùng khí, có thể là đâm một cái gì đó vô yết hầu này mà không lủng, hoặc là có một cái khả năng giọng một cái gì đó hoặc làm một cái gì đó rất mạnh mẽ là bởi vì do họ biết ứng dụng khí và sức mạnh. Nên khi các anh chị hít thở tốt, oxy vào cơ thể tốt là chúng ta chứa khí trong cơ thể, thì lúc đó sức khỏe chúng ta đã thay đổi rồi. Thì đó là một học phần rất là quan trọng và Toàn kỳ vọng các anh chị sẽ ứng dụng một trong những cách mà Toàn chia sẻ với tất cả các anh chị. Chúc tất cả các anh chị có một sức khỏe tốt nhất và thành công ạ.